Xin chào, là Thanh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề các bước để bạn có thể trở thành một voice talent. Nếu mà các bạn làm voice talent, những bạn mà đã biết đến công việc này thì không nói làm gì rồi. Nhưng có rất là nhiều người khi mà nghe công việc này thì cảm thấy rất là còn khá là xa lạ ấy. Thực ra ở Việt Nam, voice talent chưa được coi là một cái nghề ổn định full time đâu. Chỉ có rất ít người là sống bằng công việc này giống như là một công việc gọi là toàn thời gian thôi. Đa phần là bán thời gian. Thế nhưng những cái thú vị từ công việc này đem lại, những cái sự hấp dẫn từ công việc này đem lại là không hề nhỏ. Bạn có thể chủ động, linh hoạt về mặt thời gian. Thực ra công việc của một voice talent thì bạn sẽ chủ động sắp xếp cái thời gian biểu của mình với phòng thu, với khách hàng, cho nên là bạn có thể làm chủ thời gian của mình, linh hoạt thời gian. Điều thứ hai, đấy là khi mà những bạn quyết định làm công việc voice talent thì bạn chính là sếp của chính mình. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có một người sếp để quản lý công việc của các bạn, mà chính bạn sẽ phải là người tự lên kế hoạch cho mình làm sao để công việc của mình càng ngày càng phát triển. Nếu đối với những bạn voice talent đã có kinh nghiệm và đã có cái sự đầu tư nhất định thì các bạn hoàn toàn có thể làm việc tại nhà mà không cần phải đi đâu hết. Khi mà các bạn đã có một cái mức chi phí phù hợp rồi, chúng ta có thể mua các máy móc thiết bị và có thể đáp ứng đủ cái yêu cầu về chất lượng âm thanh thì hoàn toàn có thể ngồi tại nhà làm việc bất cứ lúc nào mà các bạn muốn. Đối với công việc của voice talent thì chúng ta có thể lựa chọn là làm full time hoặc là làm part time. Thế nhưng mà để mà làm full time được thì các bạn chắc chắn là sẽ phải trải qua một cái quá trình khá là vất vả đấy. Một điểm thú vị nữa của công việc này đó là các bạn sẽ không cần bằng cấp. Ở Việt Nam hiện tại thì chưa có một trường lớp đào tạo chính quy nào về công việc của một voice talent cả. Đa phần các lớp học hiện nay là các lớp học do các anh chị tiền bối đi trước, những người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm. Họ đã trải qua một cái quá trình rèn luyện và phát triển. Đến một cái giai đoạn đấy thì họ sẽ tiếp tục đào tạo và truyền đạt kiến thức cho các bạn phía sau. Thì đây là những cái lớp học đa phần là tư nhân, tự mở, chứ không phải là các trường đào tạo chính quy. Cho nên là đối với công việc này, khi mà đi làm các bạn cũng không cần phải bằng cấp. Khách hàng ít khi hỏi bằng cấp của bạn lắm, mà cái yếu tố quan trọng quyết định á, đó chính là giọng của bạn. Và có một điểm nữa đối với công việc của voice talent đó là ngày nay thì xã hội mở rồi, cho nên ngôn ngữ và các cái công ty, các cái doanh nghiệp lớn thì luôn luôn đổi mới và tiếp cận khách hàng ở mọi nơi. Các bạn cũng biết là Việt Nam mình là một trong những nước rất là đông dân, thì cái nguồn khách hàng và cái thị trường ở Việt Nam không hề nhỏ, cho nên rất nhiều công ty nước ngoài khi mà đến với Việt Nam á, thì họ cũng sẽ muốn là truyền đạt thông điệp sản phẩm của họ cho người dân của chúng ta biết và bán sản phẩm của họ trong cái thị trường Việt Nam. Cho nên là giọng của các bạn có thể sẽ được cộng tác với rất là nhiều công ty thương hiệu toàn cầu, và đó là lý do là chúng ta sẽ có các khách hàng không chỉ ở Việt Nam mà sẽ có các đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới. À, quên, còn một điểm rất quan trọng nữa mà có lẽ là Thanh nghĩ rất là nhiều bạn đã chờ đợi từ đầu video đến bây giờ, đó chính là thu nhập. Đối với một công việc của một người voice talent chuyên nghiệp thì thu nhập của họ cao, rất cao là đằng khác. Có những người có thể sống thoải mái với công việc thu voice hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt được những cái mức thu nhập cao như thế. Đối với những người mà đã làm việc có trên 3-4 năm kinh nghiệm rồi thì một cái lần thu voice của họ có thể thu nhập bằng cả tháng đi làm của một nhân viên văn phòng bình thường. Thế nhưng mà có rất là nhiều bạn mới vào nghề thì chắc chắn chúng ta không thể đòi hỏi ở một cái mức như vậy được. Bởi vì thứ nhất là các bạn còn non kinh nghiệm, thứ hai là có thể giọng của các bạn chưa đủ chín. Vậy nên là chúng ta cũng đừng đặt kỳ vọng quá cao hoặc cũng đừng đánh giá bản thân quá cao khi mới bước vào công việc này các bạn nhé. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một chất giọng tốt và chúng ta có được cái ý thức luyện tập phát triển hàng ngày thì chắc chắn đến một ngày chất giọng của bạn sẽ có cái giá trị tương xứng. Cố lên! Chắc chắn rồi, quan trọng nhất đó chính là giọng nói. Bạn cần phải có một giọng nói to, khỏe, rõ ràng, truyền cảm, có cảm xúc. Và nếu mà chất giọng của bạn không phải là những chất giọng quá đẹp
thì nó phải có một cái sự đặc biệt. Có những người sinh ra bẩm sinh đã có một chất giọng dày, khỏe, đẹp rồi. Thế nhưng mà không phải là ai cũng may mắn như thế. Và cũng có rất là nhiều người đã từng tự ti về giọng nói của mình, nhưng sau một quá trình luyện tập kiên trì thì họ đã có thể làm công việc liên quan đến giọng nói. Cho nên là chúng ta cũng cứ tự tin lên, và chúng ta sẽ có một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng. Nếu mà các bạn muốn bước chân vào cái lĩnh vực này thì trước hết chúng ta phải rèn luyện làm sao để chất giọng của chúng ta đạt yêu cầu đã. Đạt yêu cầu ở đây nghĩa là gì? Không nói ngọng nói lắp này, không nói đớt này, rồi không dùng những cái từ ngữ địa phương quá nhiều này. Thực ra là khi nói chuyện thì cái đấy không tránh khỏi, thế nhưng mà khi đọc á, chúng ta phải dùng những cái ngữ điệu quốc dân. Rồi khi mà đọc á, thì chúng ta sẽ có cái sự nhấn nhá, nhanh chậm, cao thấp, rồi cảm xúc đặt để vào từng câu từng chữ theo cái kịch bản mà chúng ta được nhận. Thì đó là những cái yếu tố cụ thể hơn, chi tiết hơn về giọng nói thì các bạn có thể theo dõi một cái video mà Thanh đã chia sẻ trước đây là làm sao để chúng ta có một cái giọng nói hay. Nếu bạn nào chưa xem thì hãy nhấn vào xem ngay nhé. Khi mà chúng ta có một chất giọng đẹp rồi, thế thì chúng ta cũng cần phải luyện tập thêm, học hỏi thêm để phát triển giọng nói của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn và có thể thực hiện được nhiều thể loại chương trình, nhiều thể loại kịch bản khác nhau, đặc biệt là cảm xúc và khả năng giả giọng nhân vật này, khả năng vào vai nhân vật này. Cho nên nếu mà các bạn có cái khả năng này thì xin chúc mừng, đó là một cái yếu tố cực kỳ cần thiết đối với một người làm công việc voice talent. Khả năng đọc nhanh. Có nhiều anh chị chuyên nghiệp thì cái khả năng này nó được coi như là một cái kỹ năng mà đến cái thời điểm này có lẽ là họ sẽ không cần phải luyện tập quá nhiều, bởi vì nó đã trở thành một cái thói quen rồi, nó đã ăn sâu vào con người rồi. Đó chính là khả năng đọc nhanh. Có rất là nhiều anh chị khi mà Thanh đi làm việc và gặp gỡ thì họ chỉ cần cầm kịch bản lên 2-3 phút là có thể đọc được liền, thậm chí là vào phòng thu đọc luôn, không cần phải đọc trước quá là lâu, bởi vì họ đã quá quen với cái việc đọc nhanh rồi, và họ có thể đặt để cảm xúc dễ dàng. Thế nhưng mà có rất là nhiều người á, thì sẽ gặp phải cái tình trạng là đọc chậm này, đọc vấp này. Thì cái này nó cũng là một cái cản trở đối với các bạn làm công việc voice talent. Nếu mà các bạn cứ đọc chậm hoặc đọc vấp nhiều lần thì nó sẽ khiến cho cái quá trình thu rất là mất thời gian. Cho nên nếu các bạn có chất giọng đẹp rồi, các bạn có thể thể hiện cảm xúc rồi, nhưng khả năng đọc của chúng ta chưa tốt thì chúng ta cần phải rèn luyện thêm, đặc biệt là đọc thành tiếng, đọc lớn một đoạn văn bản nào đó. Đó cũng là một bài tập mà Thanh nghĩ rằng tất cả những người đang làm công việc này hoặc những người đang muốn làm công việc này, các bạn cũng nên thực hiện. Đọc to thành tiếng, các bạn có thể thu âm lại để nghe lại nữa nhé. Một, đó là tài năng. Tài năng ở đây là bao gồm gì? Là giọng nói này, là biểu cảm này, là cách giả giọng nhân vật này, là cách vào vai nhiều nhân vật khác nhau, là cách đặt để cảm xúc lên cao xuống thấp, âm lượng to nhỏ rồi trầm bổng khác nhau. Đấy là tài năng. Và tài năng này thì các bạn có thể luyện tập để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Điều thứ hai cũng rất là quan trọng để cho các bạn phát triển công việc này tốt hơn, đấy là chúng ta cũng nên hiểu biết một chút về mặt kỹ thuật. Ở đây á, thì Thanh nghĩ là có nhiều bạn khi mới vào nghề thì chúng ta sẽ trực tiếp làm việc với các phòng thu, hoặc là gặp gỡ khách hàng và sau đó thuê một phòng thu để làm, hoặc đôi khi các bạn chỉ đơn giản là thu bằng điện thoại thôi để gửi demo thôi. Thế nhưng với những người làm công việc chuyên nghiệp và họ muốn làm công việc này như một công việc full time thì Thanh nghĩ rằng là việc hiểu biết về các loại máy móc thiết bị bổ trợ cho công việc của mình, ví dụ như làm sao để sử dụng chiếc microphone, làm sao để sử dụng các phần mềm thu âm, làm sao để chỉnh sửa âm thanh một cách cơ bản, cắt gọt những cái tiếng ồn, cắt gọt những cái tiếng động hiện trường không có, không nên có. Cách chúng ta xuất ra cái file âm thanh làm sao cho nó chuẩn yêu cầu của khách hàng, thì Thanh nghĩ là các bạn cũng nên có những cái kiến thức cơ bản về điều đó để có thể dần dà trở thành một cái người làm công việc voice talent chuyên nghiệp. Điều thứ ba cực kỳ quan trọng, các bạn có thể có thu nhập từ công việc voice talent hay không, đấy chính là khả năng sell bản thân. Vậy thì sell như thế nào? Chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái profile thật là đa dạng, có đủ thông tin, và điều quan trọng nhất đấy chính là demo.
giọng đọc của bạn. Demo ở đây thì có thể sẽ là những cái bản demo bạn đã thu sẵn, hoặc có thể sẽ là những cái bản demo mà khách hàng sẽ gửi cái kịch bản mẫu để bạn thu theo. Và cái demo này sẽ là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa cơ hội công việc đối với khách hàng. Cho nên là Thanh nghĩ cái khả năng sales bản thân á, nó sẽ gắn với cái sự thông minh của các bạn khi mà chúng ta gửi đi cái profile cũng như là giọng mẫu của mình, làm sao để cho nó thực sự là phù hợp với cái dự án mà bạn đang muốn có. Ví dụ như khách hàng đang muốn tìm một giọng nữ trẻ trung khỏe khoắn, sôi động để phục vụ cho các chương trình sales, hoặc là phục vụ cho những cái video mà mang tính chất thật là vui tươi, thì chúng ta không thể nào mà gửi những cái giọng demo kể chuyện buồn hoặc là đọc chuyện đêm khuya, thì họ sẽ không thể nào mà đánh giá chính xác cái chất giọng của bạn. Cho nên Thanh nghĩ là các bạn cũng sẽ cần phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho các bản demo của mình, cụ thể hơn về cách chuẩn bị một cái bản profile thật là đầy đủ để có thể sell bản thân một cách tốt nhất, thì Thanh sẽ hẹn các bạn ở một cái video tiếp theo sau video này. Các bạn nhớ đón xem nha. Xây dựng profile và demo cho thật tốt, thật sát với yêu cầu của khách hàng. Thử giọng. Thử giọng ở đây nghĩa là gì? Chúng ta sẽ phải luôn luôn cập nhật các thông tin tìm kiếm voice từ rất là nhiều kênh khác nhau, từ Facebook, các cái trang web trực tuyến, cho đến các mối quan hệ cá nhân, cho đến các cái website của các phòng thu v.v. Thì chúng ta phải luôn luôn cập nhật các thông tin thử giọng để các bạn gửi profile, gửi demo. Thứ ba là chúng ta nên tuân thủ deadline, nên bám sát deadline. Thực ra khi mà khách hàng hoặc những cái người mà tuyển chọn giọng nói á, tuyển chọn giọng đọc, thì họ đăng một cái thông tin như vậy, bạn gửi càng sớm bao nhiêu thì khả năng bạn được chọn càng nhanh bấy nhiêu. Như các bạn cũng biết thì khi mà người ta chỉ cần nghe được một cái giọng nói hay thôi, người ta thấy phù hợp là ok chọn luôn, chứ họ không có thời gian mà đi nghe 100 cái bản thu gửi về đâu. Cho nên nếu các bạn nhìn thấy một cái thông tin nào về thử giọng, tuyển giọng đọc mà các bạn cảm thấy phù hợp với mình, thì ngay lập tức gửi nhanh nhất có thể một cái bản demo cũng như là cái bản thông tin cá nhân của mình để có thể có cơ hội nhận được công việc đó nhé. Điều quan trọng tiếp theo là chúng ta sẽ phải xây dựng cái mạng lưới những cái người kết nối trong công việc của mình bằng cách là tham gia các hội nhóm trên Facebook này. Thứ hai là các bạn có thể tự chủ động tìm kiếm các đối tác với mình bằng cách là các bạn chỉ search từ khóa là tìm voice. Ví dụ các bạn là giọng Bắc, nữ miền Bắc chẳng hạn, thì như Thanh hay tìm là tuyển voice nữ miền Bắc, sẽ ra một loạt các cái đường link từ các studio. Rồi đấy là hai cái nguồn. Nguồn thứ ba là Thanh tham gia một số cái website về voiceover, voice talent online. Nó có thể là website từ nước ngoài, cũng có thể là website từ Việt Nam, và họ cũng coi như đây là một cái gọi là thị trường mở. Khi mà khách hàng tìm đến, họ chỉ cần lên web là các bạn có thể up demo, up profile của mình lên những cái trang web như thế. Sau đó khách hàng sẽ chọn và website họ sẽ liên lạc với bạn để thử giọng. Thì đây cũng là một cái hình thức mà Thanh thấy rằng là những cái bạn voice talent chuyên nghiệp trên thế giới họ đang thực hiện. Ví dụ như có một số trang mà các bạn sẽ phải trả tiền, ví dụ như là voices.com hay là voi123.com, thì đây là những trang mà các bạn phải trả tiền. Còn một số trang hiện nay là free, ví dụ như voquin.com hay là trang upwork.com, thì hiện nay Thanh đang ở trên cái diễn đàn đó. Và ở mỗi một trang thì họ sẽ có những cái quy định riêng về mức phí hoa hồng này, hay là về cái phí sử dụng của thành viên, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm để có thể có thêm cơ hội cho công việc của mình nhé. Một cái bước chuẩn bị tiếp theo nữa mà Thanh nghĩ rằng là đối với những bạn làm công việc này một cách nghiêm túc và muốn theo đuổi nó một cách lâu dài, thì nên có một cái sự chuẩn bị nhất định về mặt tài chính để tự làm cho mình một cái mini studio home. Ở đây không có nghĩa rằng là các bạn phải đầu tư một cái mức chi phí quá lớn, phải có một căn phòng riêng cách âm vân vân và vân vân. Nó không cần đến mức mà quá chuyên nghiệp như vậy, bởi vì nếu mà chuyên nghiệp thực sự để đầu tư một phòng thu chuyên nghiệp thì nó cực kỳ tốn kém các bạn ạ. Nhưng với một cái mức chi phí có hạn, chúng ta vẫn có thể tự làm cho mình những cái mini studio home và vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Cụ thể tự làm một cái mini studio home như thế nào, máy móc thiết bị ra làm sao, setup ra làm sao,
Thanh sẽ kể tên cơ bản ra, còn cụ thể chi tiết hơn thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn ở video sau nhé. Đối với một mini studio home thì nó sẽ ít nhất là các bạn sẽ cần một không gian đủ yên tĩnh, có thể là một căn phòng nhỏ, có thể là một cái hộp tủ quần áo, có thể là các bạn dựng vài tấm nệm lên cũng được, không sao hết. Và có thể là chỉ là một cái góc làm việc nhỏ của các bạn thôi, nhưng khi chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn có thể thu âm được. Thứ hai là microphone, chắc chắn rồi, đấy là điều rất là quan trọng. Có rất là nhiều loại và rất là nhiều giá để cho các bạn tham khảo. Hiện nay thì Thanh đang sử dụng cái micro của Audio Technica AT2020 và Thanh cảm thấy rất là happy với nó, bởi vì thực sự là đến thời điểm này thì đang phục vụ rất là tốt đối với Thanh. Thứ ba đấy là các bạn cần phải mua một cái sound card để có thể khiến cho cái âm thanh của micro tốt nhất. Đối với những bạn mà sử dụng micro USB ấy, thì chúng ta có thể cắm trực tiếp vào máy tính và thu luôn. Nhưng đối với những bạn mà sử dụng cái micro condenser giống như Thanh vừa nói, cái mic mà Thanh đang nói với các bạn đây này, thì chúng ta sẽ cần một cái sound card. Và thứ tư là các cái phần mềm thu âm trên máy tính. Có một số phần mềm miễn phí, một số phần mềm phải trả phí. Thì tùy điều kiện tài chính các bạn, chúng ta có thể thực hiện, chúng ta có thể thử trải nghiệm. Đó là một số cái chia sẻ của Thanh về việc chúng ta chuẩn bị các bước để có thể trở thành một người làm công việc voice talent chuyên nghiệp. Cụ thể từng bước và chi tiết hơn về cách chuẩn bị profile như thế nào, bạn nên có bao nhiêu bản demo, những cái phong cách như thế nào là phù hợp, hay là cách setup một căn phòng nhỏ thành một mini studio, hay là cách mình chọn mua mic ra làm sao, thì Thanh sẽ hẹn các bạn ở một video trong một thời gian gần nhất. Các bạn hãy nhớ nhấn subscribe, like, comment để cho Thanh biết xem các bạn có những cái thắc mắc hoặc là muốn được lắng nghe Thanh chia sẻ điều gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này và hy vọng rằng là các bạn đã có được cho mình thêm những cái thông tin thú vị trong việc chuẩn bị trở thành một người làm công việc voice talent chuyên nghiệp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và xin chào.